Và ở vòng thi này cũng có 6 chủ đề, nội dung của các chủ đề như sau. Càng dài càng ngắn. Chủ đề thứ 2, không có sân làm sao tập. Chủ đề thứ 3, chinh phục độ cao. Chủ đề thứ 4, tổ ấm. Chủ đề thứ 5, bản hợp xướng mùa mưa. Và chủ đề cuối cùng, đó là coi chừng cháy nhé. Những quy định của vòng thi này không có gì thay đổi so với hai vòng thi đầu tiên. Bây giờ thì vẫn ưu tiên mời bạn Hồng Ngọc, bạn được chọn chủ đề đầu tiên. Chinh phục độ cao đi ha. Cao cao hả? Chủ đề chinh phục độ cao, gợi ý của chủ đề này như sau. Những con vật có thể leo trèo. Không có nhiều lắm đâu phải không ạ? Cũng mít con thôi, nhưng mà hình dung ra 7 con có thể leo trèo. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Con gì mà nằm trong 12 con giáp? Khỉ. Con gì mà nó dễ thương lắm mà lông nhiều mà ba đi. Đôi chút. Con gì mà lớn hơn con khỉ? Vượn. Đúng. Con gì mà mèo. Con gì mà giống con cọp? Hổ. Không. Sư tử. Không phải. Báo. Đúng. Con gì mà bò dưới nước? 5 điểm ở vòng thi này. Và các bạn ngay ở câu hỏi đầu tiên, các bạn cũng đã gặp nhiều may mắn khi bạn Hồng Ngọc nói là con gì nằm trong 12 con giáp. Thì bạn Vĩnh Thi nói ngay đó là con khỉ. Thì chính xác rồi, nhưng mà rất may mắn. Tỷ lệ 1/12 và bạn đã đáp đúng. Đó là một tín hiệu rất may mắn ở vòng thi này. Là xin chúc mừng đội của bạn Hồng Ngọc. Hy vọng rằng sự may mắn này tiếp tục bước vào hai chủ đề kế tiếp. Chủ đề tiếp theo, mời đội bạn Đào Vĩnh Hưng. Tổ ấm. Tổ ấm. Trời ơi trời. Wow, có điểm kìa. Rất vui mừng phải không ạ? Bước sang đây là hết năm cũ rồi, bước sang năm mới chắc chắn phải có một điều gì đó mới mẻ nữa phải không bạn Đào Vĩnh Hưng? Bạn chọn ngay chủ đề tổ ấm, tôi thấy bạn rất vui, bạn hớn hở hẳn ra. Gợi ý của chủ đề này như sau. Và đây là chủ đề có điểm thưởng. Nếu trong 30 giây trả lời hết tất cả 7 câu hỏi thì sẽ nhận được số điểm thưởng đó. Một cơ hội nữa lại đến với các bạn. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ làm nên ngôi nhà xinh xắn. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Người ta làm nhà, người ta xây nhà, ta hay lót gì? Gạch. Treo. Chanh. Treo cái gì? Rèm. Rèm cửa. Đấy. Gần đúng. Màn. Dạ đúng rồi. Màn. Màn cửa. Rồi chính xác. Những cái gì để sau vườn, trong vườn được cắt tỉa gọn gàng. Cây cảnh. Đúng đúng đúng. Trên tường nhà ta hay treo cái gì? Chanh. Đúng. Chợ sợ chó mèo nhảy vô trong nhà mình làm cái gì ở trước cửa? Hàng rào. Đúng. Qua chủ đề này tôi nhận thấy rằng bạn Đàm Vĩnh Hưng có thêm một cái khiếu nữa, là có thêm một kiến trúc nữa. Ngoài biết cắt tóc ra, biết cái design quần áo ra, bây giờ kiến trúc nữa, sắp xếp đồ đạc rất là ngăn nắp biết đâu đó. Còn có một câu nữa có 300 điểm rồi. Còn thiếu 2 câu nữa thôi là đạt được một điểm thưởng là 300 điểm. Nhưng mà đã ghi được một số điểm cao ở chủ đề này. Chủ đề tiếp theo, mời đội của bạn Hồng Ngọc. Em chọn nha. Bé chọn. Thôi bây giờ em chọn chủ đề bản hợp xướng mùa mưa, em thích mưa. Bản hợp xướng mùa mưa, gợi ý của chủ đề này như sau. Những sự vật hiện tượng mà bạn thấy khi trời mưa. Bạn có 30 giây, 30 giây, bắt đầu. Trời mưa thì nước nó sẽ như thế nào trên đường? Ngập. Đúng rồi, trời mưa thì không có lưu thông được thì sẽ bị kẹt đường. Gần đúng, đúng chữ đầu. Xe. Đúng. Cái gì thổi qua mát? Gió. Đúng rồi. Mưa sét đánh thì sẽ làm cái gì đổ? Cây đổ. Ở trên đầu, đùng đùng ở trên đầu. Sấm chớp. Đúng rồi. Che cái gì để dù mưa. Đúng rồi. Không có sáng. Không có sáng. Trái nghĩa với sáng. Trái nghĩa với sáng. Trái nghĩa với sáng. Tối là tối. Trời, đúng không à? Rõ. Có nhiều cách để diễn tả từ tối này. Rất tiếc. Bé nói chị không nghe, trái gì nó sáng, trái gì nó sáng. Chủ đề thứ tư. Vâng, chính xác. Không có sân làm sao tập. Không có sân làm sao tập. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những môn thể thao chơi trên sân. Mũi. Đúng tủ chưa ạ? Không biết là bạn Đàm Minh Hưng bạn thích môn thể thao nào ạ?
À, Hương thích nhất là cầu lông. Cầu lông rồi gì nữa? À, nhảy cầu. Nhảy cầu ha, dạ. Nhảy cầu nguy hiểm lắm. Còn gì nữa mà thích đá banh không? Không. Không thích đá banh. Ghét đá banh. Bây giờ bạn hãy nhớ tất cả là 7 môn thể thao để bước vào chủ đề này. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Có cái quả hình tròn ném vô cái rổ. Không ném bóng rổ. Cái gì mà có cái ở bên sân rồi đứng bên này hai tennis. Người gần đúng vợt. Cái gì mà bạn mới thích đó, thích nhất à, cầu lông thích. Ok, rồi quăng vô cái bóng rổ. Đúng. Cái bạn cũng thích cái mô đó luôn đó, mà mình dắt tao mày đi lên từ riêng, đi lên từ riêng, quấn bóng cầu lông. Bạn Vũ Hà có đánh cầu mây chưa? Bạn bao giờ bạn chơi cầu mây chưa? Hai đứa em có đi quánh cầu mây. Có cầu mây nhưng mà vẫn chưa nhớ ra. Cầu lông. Vẫn cầu mây vẫn chưa nhớ ra mà. Nhưng mà không sao, qua đây cho thấy là hai bạn cũng rất mê thể thao. Những môn thể thao này cũng rất là khó chơi à, chứ không phải là dễ đâu à. Các bạn đã biết rất là nhiều, rất là mê thể thao. Kết thúc 4 chủ đề, số điểm của hai đội như sau. Đội của bạn Đàm Vinh Hưng được 8 điểm, xin chúc mừng. Và đội của bạn Hồng Ngọc đã vươn lên dẫn trước với số điểm là 10 điểm. 2 điểm cách biệt, vẫn còn cơ hội. Còn 2 chủ đề cuối cùng nữa. Bây giờ thì ưu tiên cho đội của bạn Đàm Vinh Hưng. Tại vì đội của bạn có số điểm ít hơn, được ưu tiên bước vào chủ đề thứ 5. Coi chừng cháy nhé. Coi chừng cháy nhé. Gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại món nướng. Chết rồi. Tôi thấy thể thao bạn cũng dé. Bây giờ các loại món nướng bạn cũng dé. Vậy là chắc là đi ăn làng nướng nhiều lắm này. Chính xác. Bạn Vũ Hà thì sao ạ? Chưa đi ăn làng nướng, thích ăn lẩu thôi. Có đi ăn rồi mà không để ý lắm. Không để ý lắm. Thì ghét món nướng lắm. Ghét món nướng lắm. Hà diễn tả, Hương diễn tả. Bây giờ các bạn hãy hỏi ý xem ai là người diễn tả, ai là người trả lời. Hồi để diễn tả cho ha. Hà diễn tả. Rồi tranh cú đi. Nhớ đừng có nói tên dính cái gì trên này. Rồi, ok. Không thích món nướng thì làm sao mà diễn tả được ạ? Thôi mình tưởng tượng á. Tưởng tượng ra. Để xem, để bạn Vũ Hà tưởng tượng, để bạn Đàm Vĩnh Thường có thể đoán được đó hay không. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Món gì mà đi đường người ta đẩy xe người ta gặm. Bắp nướng. Một thôi. Okay. Rồi người đẩy người ta nướng cũng lùi vô trong cho á. Khoai. Ok. Cái gì mà ho con cái bánh bự vậy? Ô, cái gì mà tròn này là sao cái? Cái gì mà sắp sửa bị NH1 đang là cấm á? Gà. Ok. Rồi cái gì mà mua về cái gặm như này, nhét thịt vô. Bánh mì. Ok. Rồi cái gì rồi nhét cái gì vô, nãy vừa nhét gì vô? Thịt luôn. Cái gì mà Như vậy thì đội của bạn Hồng Ngọc, bạn phải cố gắng vượt hơn số điểm là 3 câu hỏi thì bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng trong. Chủ đề cuối cùng, càng dài càng ngắn, gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ ngắn lại qua thời gian. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. À, đốt lên á, mình đốt lên trên bánh sinh nhật á. À, nến, hai chữ. À, cây nến, hai chữ. À, đọt, gần đồng nghĩa chữ đọt. Bỏ qua. À, bài hát còn được gửi lại gì? Một bài hát còn được gửi lại gì? À, bài ca. Không, hai chữ. Hãy cho qua. Cho qua đi. À, gần giống như tuyết. Hai chữ. Làm lạnh. Ô, đã vượt qua, không còn thời gian nữa. Và ở vòng thi này ta không ghi được điểm nào hết. Như vậy thì kết thúc 6 chủ đề, số điểm của hai đội như sau. Đội của bạn Hồng Ngọc, đây là một chủ đề khó phải không ạ? Những thứ ngắn lại qua thời gian, cho nên diễn tả rất là còn nhiều điều chúng ta hơi lúng túng. Và đây là một chủ đề khó. Bạn được 10 điểm, xin chúc mừng đội của bạn Hồng Ngọc. Và bạn Đào Vĩnh Hưng thân mến, bạn tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Xin cổ vũ cho bạn với số điểm nào.